Em chào mọi người nhá. Xin giới thiệu với mọi người, đây là cái cây lô, đây là cái lô sung nhà em nhá. Cây có chiều cao là 1m1 đến 1m2 tùy theo cây nhá. Và hiện tại là cây đang có quả lon rồi nhá mọi người. Cây là có cành tán rất là sum xuê này. Đấy, cành tán rất là sum xuê, quả của nhà của giống sung này thì rất là to nhá mọi người. Quả giống sung này thì rất là to này. Ăn thì rất là ngọt, thơm, dẻo và nhiều mật nhá. Cây đang sum xuê như thế này, cây có chiều cao từ 1m đến 1m2, 1m3 tùy theo cây. Bác nào muốn trồng thì liên hệ cho em, giá em bán cực kỳ rẻ luôn. Cây giống người ta đã bán 120 đến 150 một cây rồi. Cây to như thế này nhà em chỉ bán 280.000 một cây thôi nhá. 280.000 một cây, bác nào mua 2 cây bên em miễn ship toàn quốc nhá. Đây là sung Mỹ nhá. Sung Mỹ quả to nhá mọi người. Sung Mỹ quả to này. Em dưỡng cây rất là ổn định rồi nhá. Cây rất là đẹp, thân thẳng, tán to tròn đẹp. Bên em đang bán là 280.000 một cây này. Mua 2 cây bên em miễn ship toàn quốc nhá. Đây là lô sung của nhà em này. Sung đẹp lắm luôn ạ, quả to. Về sung này thì ở trong miền Nam thì ra trái quanh năm nhá, bởi vì nó không có mùa đông. Còn ở miền Bắc mình trồng thì sẽ có mùa đông nhá mọi người. Mùa đông thì mất thời gian tầm khoảng 3 tháng mùa đông là nó sẽ ngủ đông nhá. Còn nếu mà là ở miền Nam thì không có ngủ đông, cây phát triển bình thường các bác nhá. Ra trái quanh năm luôn, bác nào thích trồng thì liên hệ cho vườn nhá. Sung Mỹ. Sung Mỹ cây đang trái. Sung Mỹ cây đang trái này. Đấy, cây rất là tơ, rất là tơ, rất là khỏe nhá. Đấy, bình thường các bác mua đã là tầm hơn 100.000 một cây giống rồi. Nhưng mà cây nhà em to như thế này em chỉ bán 280.000 một cây thôi. Bác là mua 2 cây thì em bảo đảm miễn ship toàn quốc cho các bác. Số điện thoại của nhà vườn là 0375227484. Bác nào yêu em thì ủng hộ cho nhà vườn, bấm like, share và chia sẻ giúp em nhá. Đợt này Facebook, YouTube của em đang mất tương tác, rất là mong được mọi người ủng hộ nhá. Đây cây đẹp quá. Bác nào mua 2 cây thì em miễn ship, mua 1 cây là 280.000. Mua 2 cây bên em bao ship toàn quốc nhá. Đây là lô sung cực kỳ đẹp luôn. Nhà em dưỡng từ năm ngoái năm nay lên, lọc rất là đẹp và quả rất là to, rất là ngọt nhá. Khi chín là có màu vàng nhá. Khi chín là quả có màu vàng này. Đấy, khi chín quả có màu vàng nhá. Màu vàng rất là to nhá mọi người. Dẻo nhiều mật. Sung này thì trẻ con cũng có thể ăn được nhá. Trẻ con hay người già đều ăn được, rất là thích ạ. Bởi vì cái độ ngọt của nó rất là ngọt, rất là nhiều mật nên ai cũng có thể ăn được. Các bác ở nhà mà chưa có thì nên trồng lấy 1-2 cây để lấy quả cho các bé ăn nhá. Cực kỳ ngon luôn. Ngoài ra thì bên em còn có những cái giống sung khác rất là nhiều. Rất là nhiều giống sung khác. Bác nào muốn mua em thanh lý toàn bộ luôn. Giá siêu siêu rẻ luôn. Đây, em thanh lý toàn bộ nhá. Nếu bác nào muốn mua toàn giống sung ngon, nhập khẩu hết,